xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục có mặt tại gia đình của nhà em Quân của bác ạ. Và thời gian vừa rồi thì cháu Đức có cho em Quân là tự cầm một canh và tự đi đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi thì mấy hôm nay cô bác ạ, là nhà của các em thì cũng có, nhà của em Quân thì cũng bận nhiều việc quá, thành ra là cũng không thể mà tiếp tục là đi nữa. Và hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục có mặt gia đình của nhà em Quân, chia sẻ về những cuộc sống cũng như là cái công việc hàng ngày của em Quân làm. Đấy, vừa xuống đây thì thấy là bé Hiếu đang ở ngoài sân cô bác ạ. Đồng thời thì hôm nay cháu Đức xuống có trích thêm tiền quý là mua là 80.000 mì tôm và thêm là 2 cân thịt lợn nữa các bác. Thịt lợn này thì là lúc là chặt ra thành từng miếng hết rồi. Đây chỉ cần miếng lúc nào mà nấu thì bỏ đấy ra ăn thôi. Lấy mì tôm Hiếu, hả? Lấy mì tôm không? Hả? Đó, mì tôm Hiếu nè. Ôi ôi. Hiếu thì một thời gian không xuống các bác, thành ra là như kiểu là ngại hơn một chút rồi các bác. Đây ông bác tốt nấu khác không ạ? Ừ. Hoa vòn khâu ra cũng. Ừ, hơn khâu. Em tôm này. Ừ. Cũng tôm nấu khác à? Ừ. Cũng nấu không làm dân này cũng. À, cũng thật cũng có vai nhưng có chui dữ thế. Thật chui á? Ừ. À thì ông là. Chút tắt. À, ông sửa lại cửa một chút. À cũng hai một dân chú nhận làm. Ừ. Mà sợ thiếu bác. Ừ. Ôi rồi. À, cháu Lực nhìn thấy là đằng sau này cô bác này thì lại bị sạt thêm rồi cô bác. Đấy, thời gian vừa rồi thì mưa nhiều quá. Đấy, phần phía sâu nhà của em Quân thì là vừa bị sạt thêm cô bác ạ, cháu Lực nhìn thấy đấy. Bị sạt thì cũng khá là nhiều đấy. Cái phía bên kia thì hầu như là đã bị sạt nhiều rồi các bác. Còn phía bên này thì là mỗi lúc là cháu Lực nhìn thấy là sạt một chút các bác ạ. Hiếu thì không biết là ra đây là nghịch cái gì đây. Hiếu thì bây giờ cũng một thời gian cũng khá là lâu rồi các bác, thành ra là xuống thì cũng không kiểu cũng không được cởi mở như trước kia nữa. Ở dưới sàn nhà này thì cháu được nhìn thấy là sau khi mà bị sạt ở trên kia đấy cô bác, thì dưới này có nước rất là nhiều. Hiếu ơi, Hiếu à, bị sao cái kia ở bên tôm rồi? Vậy à? Hả? Có đi không? Có đi không? Đằng sau nhà thì cháu được nhìn thấy là mỗi ngày là sạt thêm vào một chút cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì là mưa lớn quá, hầu như là chỗ nào cũng bị sạt khá là nhiều. Hiếu thì phải nói là cái khi mà em rơi vào hoàn cảnh cô bác, thành ra là lớn rồi thì mới đi làm, thành ra là tạo cho em một cái tính nết mà rất là lì lợm luôn. Đi thì lấy mì tôm đi. Hả? Vừa rồi thì ông đang sửa lại cái này thêm một chút của bác. Đi vào nhà đi. Đi trước đi. Đấy, lấy trước đi. Đấy, đi lấy mì tôm này. Chỗ đây mà cũng không nè. Đây à? Không nè. Ừ. Đấy là ông lại sửa lại thêm cái cánh cửa này một chút của bác. Vào trong nhà này thì phải nói là khi mà trời nóng thì rất là nóng. Hiếu có lấy mì tôm không hả? Hả? Có ăn mì tôm không? Có ăn mì tôm không? Lì quá, nói mãi không nên trả lời các bác ạ. Quân à, béo cắt ai cùng Quân à?
พอแล้วหันเข้าจะได้กงพ่อของดีน้าไปนี่ละบาละดังดีxuống ruộng kia là để gạt của bác, còn quân để là cho Lực cũng nghe là một chút là thông tin từ ông nói rằng là quân thì đã đi làm được quá. Ồ. À. Hiếu ăn mì tôm không? Chú vừa lấy cho một gói nhá. Nhá. Nhá, lấy cho một gói nhá. Nhá. Lấy cho Hiếu một gói mì tôm không ạ? Này. Đây, mì tôm này, lấy một gói đi. Đấy. Lấy một gói đi. Trẻ con thì rất là thích ăn mì tôm sống của bác ạ, trẻ con đấy. Ông thì là buổi tối là ngủ ở phía bên này là nhiều hơn cô bác ạ. À. Bên này thì có bỏ ấy, là tiêu. Giá cũng cân nào mấy? Mì. Nước mì á? Nước mì. Nước mà nào nữa? Mì. Sao mà bữa lạc cũng phải trừ đi. Cũng một phần con à. Nên ba bài mới. Bố mì cắn là cũng á. Ba bài. Ba bài lạc cũng phải trừ trừ đầu ma đi. Cô tao tao ba bài mới chuyện đây à mưu sao ngàn khâu lấy cáo này buộc rồi cô đây ờ tao nói đây ta cũng nên là lấy tao nói buộc chứ mà lấy xí á cho sao mà lấy tưng tưng lấy đâm nào ở bên này à. Ông thì có vẻ như là cái sách tay á mạch máu của ông là nổi lên rất là nhiều của bác ạ. Lấy sách tay á cho sao lấy cho buộc luôn đâm nào sao rất bù lóc ao bên này à. Đi chỗ phải chỗ, chỗ của đi. Đi khá cũng bay lắm đây cũng. Lắm đây rồi. À, xem không ạ, để xô bát thêm không ạ? Dạ, hề yếu. Hề á, à. Đây vừa rồi thì ông cũng có, là nước Mỹ ra cũng. Đây vừa rồi thì ông cũng có nói một chút rằng là từ lúc mà cháu Lực đưa ông đi sang bên kia để khám cũng như là uống thuốc của bác thì có vẻ như là thuốc rất là có tác dụng, là hợp với lại ông. Thì vừa rồi ông bảo là thuốc thì còn một chút thì là chưa hết. Nếu mà lúc nào mà hết thì cháu Lực sẽ tiếp tục là mua thuốc lên cho ông, cô bác ạ. Đấy thì cũng xin cảm ơn tới bà bé vừa rồi đã hỗ trợ cháu Lực về cái khoản mà đưa ông đi khám cũng như là mua thuốc này kia nữa. Đấy, quân này đi béo căng. Nó đấy chứ phải ra cái đứa bé cũng ngang, tiếng ngang, 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 ngang là phải ra. Ba bài mới cốt củ bên bên đây sáu lúc bè sáu lúc mũ thì bè đấy đây nó mới sáu lúc mũ đấy cho văn làm văn mà làm cho hận nhà các phò nó hận mà ủi nhà được mũ cái tiền ở nga đấy tao sáu lao phải ở đấy đấy chứ mà ờ thế nga tao thắng con bé ừ. Thế là vừa rồi nhấp nháo bên lòng mới điều tối giờ phải à. Thế là hôm qua quân là đi cùng với lại thêm là ba bạn nữa cô bác, đi cùng ba bạn nữa đang đi làm đấy, bảo là đi làm rồi đấy, nhưng mà bà gọi điện thì là bảo là vẫn còn đang là ở nhà bạn thì không sáng nay là gọi là vẫn còn đang ở nhà bạn. Thế thì hôm nay là cháu Lực xuống đây thì cháu Lực mới biết tin rằng là quân là đi làm thôi cô bác. Cháu Lực không biết là quân đi làm về cái lý do gì đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi thì cũng được là các bác giúp đỡ thì cháu Lực rất là cũng thay mặt gia đình là rất là biết ơn tới tất cả các bác anh chị Mạnh Thường Quân. Đấy, có thể là quân có một suy nghĩ hay là bị bạn bè rủ dê thì đi làm về cái đấy cháu Lực cũng chưa biết. Phò đang bị tờ hòn khâu ra cùng phò à? Bà thì xuống là lấy đấy, cứ đòi cháu Lực đi cùng với bà thôi cô bác ạ. Vừa rồi thì cũng nói chuyện với ông một chút rồi. Đấy, dép thì là đi mũi chân là một bên này cô bác. Đấy, phải dân hư dê thắng với tôm không? Phải đây, dân dê thắng với tôm đây. Bảo là đi về nhà cho ông nấu mì tôm cho ông không có chịu đấy. Nhưng sắp khóc rồi. Đây, phải dân này.
phần phía bên ngoài thì cho Đức nhìn thấy là mưa thì cũng khá là nhiều bác ơi, thấy chảy hết cả cái đá này, trôi cả đất đi này. Tạo thành một cái rãnh rất là lớn. Bà thì là một mình là đang gặp tít ở trong ruộng ở bên kia của bác ạ. Quân thì hiện tại thì vừa rồi cháu Lực hỏi ông ấy thì ông bảo là Quân thì là đi từ hôm qua rồi. Tuy nhiên thì là thấy bảo là bác Điện thì là vẫn còn đang ở đâu ấy, nhưng mà chưa đến chỗ làm hay sao. Đây chị. Khi mà xuống đây nghe ông mà nói Quân đi làm không có ở nhà ấy, thì là nghe cũng khá là đáng buồn của bác ạ. Không biết là Quân đi là vì cái lý do gì nữa. Hiện tại cho Lực điện cho Quân thì là điện không được. Đây như phía bên này là hình như là nhà cũng là nhà bác của Quân là cũng đang gặp nữa. Như đây xung quanh ở đây thì hầu như là nhà nào nhà đấy thì cũng trồng hết ruộng rồi. Thậm chí là đến những cái thửa ruộng này của bác này thì cũng bị sạt rất là nhiều. Cho Lực nhìn thấy từ xa thì thấy là bà Quân là đang cùng với lại thêm là một bác nữa là đang gặt. Hay ra bên kia hỏi Quân xem ra bên kia hỏi bà xem là bà có biết là ký ơn không. Ông thì cũng chỉ biết là Quân bảo là đi làm thôi đấy, nhưng mà trong khi đó thì ruộng giếc này là vẫn còn chưa có làm xong đâu các bác, nó còn đang làm dở. Vậy ở đây thì cháu Lực đang sợ rằng là Quân là bị ai dụ dỗ để mà đi làm. Có vẻ như là những cái thửa ruộng này cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều con ốc của bác. Ốc này là thuộc dạng như kiểu là ốc nhồi rất là to. Bà thì năm nay cũng gần là 80 rồi, cả ông nữa đấy, nhưng mà phải nói là tầm tuổi này thì đáng lẽ ra là được con cái là báo hiếu rồi đấy, nhưng mà không may là rơi vào cái hoàn cảnh con thì là mất đi rồi. Còn có một đứa cháu, có hai đứa cháu thì cũng còn là nhỏ quá. Hỏi sao nào bà Phò? Ồ, nhưng lái lên nào. Ăn mấy á? Ăn mấy bé á? Ăn mấy liền coi phòn mấy à? Ăn mấy cho ăn dùng khuy vầy. Ồ. Thế này nó mi nang tờ hón nó bà nè. Thế này nó mi nang tờ hón nó. Ừ, nang tờ hón. Bộ này áo phát ra nít phò này à? Tốt này á? Ừ. Năm lái từng giờ này à? Năm lái có đâu á? Chỗ này phát à? Hôm nay trong mình năm lái chủ. Đấy, vừa rồi thì bà bảo là cắt lúa xong các bác, là một tí nữa sẽ là phơi ở đây luôn các bác. Quân tiếng Anh là bao cao không phải Quân à? Bốn mươi bảy hai mà dù tao nhà la lên mắng lắm to. Cho dù tao đi. Dù nó màu cho này. Thế nó? Nó chỉ cầm vốn đường tao màu đây. Thế nó màu á? Ừ. Mắng đúng chai chi nó màu. Tao mắng cây con biển nam mà thả mắng lắm thiên mà. Ma lê. Ma mắng ngàn nghe thằng kẹt chứ. Phóng dưới chân dốc phải hổ. Ừ. Chúng vô phải quá, bà ơi, cứ lấy lãnh cũng bảo phải nào, không nuôi hoặc người nào. Na nó mà đâm bảo phải nào. Cái chồng anh nó lên dắt hạ phải á. Cái sự này nó cũng không ăn bình châu mà kìa. Thì cũng mấy con nó cắn cũng chỉ nó ở đây à. Nó to bưng nào cơ. Bà có đứa đấy này là. Bà có đứa ở đây à? Đây ở nhà thì ruộng này của bác này còn hẳn là một nửa thửa nữa là còn chưa có gạt xong. Mà trong khi đó thì Quân lại bảo là đi làm mất rồi. Ở đây thì hôm qua bà nói rằng là có đi làm cùng với lại thêm là ba thanh niên nữa là ra nhà để mà rủ
nga xin phong ni đằng phò này nga xin là đi đâu mà nga xin ni đằng phò ni đằng phò nó ngang ăn kinh đi phò kha chạy lên đi tạt đấy bang chị chúa nó những cái hôm mà làm của bác đây thì chả lại thấy là có bạn nào ra giúp đỡ, mà hôm không làm thì hôm không làm thì có bạn bè ra là ở nhà ăn uống này xong là ngủ lại, và đến sáng thì thấy bảo là cùng nhau là đưa đi làm phó các nhà phó. Ừ. Bảo là cùng với nhau để đi làm, mà trong khi đó thì bây giờ ở nhà thì đang có rất là nhiều việc, mà hiện tại cháu được gọi thì là không thấy em Quân là nghe máy nữa. Ông thì là ở nhà là với bé Hiếu là làm những công việc ở nhà, còn bà thì đi ra ngoài để mà làm. Nay không biết là Quân suy nghĩ như thế nào cô bác ạ. Vừa rồi thì bà nói rằng là đi với lại thêm là hai bạn nữa, là bảo là đi làm thuê đấy, mà trong khi là ở nhà là vẫn còn rất là nhiều công việc này. Bác là ra đây là cốt hộ bà.
con nên nào nào phỏ con nào đây mà nào á là những con bay những tay chân là nào như thế này nào nào nó đã phải mang nào luôn đây khoảng hơi lâu thế không tôi phải nào chúng ta á ở hai giờ đi quá ăn nào nó vẫn anh thổ ruộng này thì là phải nói là có cái loại ốc này rất là nhiều các bác ạ, ốc này mà không biết cách nào để mà diệt nó. Con này thì nó thường hay ăn lúa này, cây lúa non non đấy. Đây rất là may là cũng một tí là cũng được là bác là người bác của em Quân quá là ra hộ để mà tuốt. Bây giờ thì bà với lại cô thì sẽ gạt ra trước. Hôm nay đi xuống thì phải nói là sau khi mà nghe tin Quân là bỏ đi làm với các bác thì đối với bản thân của cháu Đức thì khi mà nghe tin này thì thứ nhất là vừa mới nghe thôi là cảm thấy nó đã có một cái cảm xúc mà rất là bực bội rồi. Vì rằng là hiện tại là công việc là ở nhà Quân là vẫn còn là chưa có làm cả. Đấy, cũng nếu mà Quân đi làm vì cái gọi là như là mục đích đi làm về lấy tiền để mà thuê này kia này thuê làm ấy thì là điều đấy em đi thì cũng rất là đúng đắn. Đấy, nhưng mà khi mà Quân đi ấy thì cũng không có điện cho cháu Đực để mà cháu Đực biết một câu cả. Ở đây thì cháu Đực rất là sợ là em sẽ bị lừa các bác. Thì các em thì là rất là kiểu như là không có được không học hành với lại không có va chạm xã hội nhiều, thành ra là sợ rằng là các em chỉ bị lừa đi vào một cái công ty ma nào đó làm thì rất là mệt, mà trong khi đó nhận lại đồng lương thì chẳng có được bao nhiêu cả. Thậm chí là có thể là còn sợ là bị còn sợ là bị quỵt tiền nữa. Đấy, còn về phía ra nhà hai ông cháu đâu các bác, nếu mà thời tiết mà nắng như thế này các bác này, cơn nắng như thế này thì sẽ sớm để hoàn thiện nhà hai ông cháu. Bà thì năm nay là cũng quá tuổi rồi đấy, nhưng mà vẫn còn phải là đi ra ruộng ra đồng để mà làm nữa. Hầu như là ở đây thì không phải là một mình bà đâu mà là đa số của bác ạ. Đấy, nhưng mà đa số thì ở đây thì sẽ có ít hơn đâu các bác ạ. Ví dụ như rơi vào cái hoàn cảnh này thì là mới bắt buộc là phải đi làm thôi. Nó là để mà thay thủ vấn bôi riêng mới phò. Ở trên củ á? Trên củ văn nó tàu hóc vào chỉ văn là này à? Mày chơi chỗ tàu hóc cũng phạm văn. Hả? Tàu hóc cũng phạm văn. Cũng phạm văn á? Ở văn cờ đấy phò này à? Văn phạm nghi ra. Phò hồi nhất là tàu hóc lên đàn khải chiên ạ. Thảm văn ra. Văn nên mau học thì cứ lấy thuốc còn dài. Thế sám văn nó phò là gì à? Văn nên phải sám bạc sóc. Bạc sóc là đây. Thì cứ hằng ít nay ít nay tặng luôn. Nên mà hằng nay nay chờ mà thay ở. Nên mà học cứ lấy thuốc dân nay nay chờ mà ố. Sám màu dân mua điện đây ít nay bận nay rồi. Cái nhân là bây giờ già nó bịp tôi căng khảo bây giờ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo là bây giờ nếu mà một mình bà làm với các bác, bà làm ấy, thì là ở đây thì hàng tháng là ông bà là được chu cấp là tiền tiền bên
bên nhà nước là người ta cho là mỗi tháng này như là 300 hay là 400 nghìn đấy, mà bảo là có bỏ tiền ra thuê cô để mà làm cùng đấy. Tuy nhiên thì cháu được bảo là bây giờ cháu được xé là trích cái tiền quý ra để mà thuê cô này là làm với lại bà là 3 ngày, làm là 3 ngày thì là mỗi ngày là 120 nghìn, thì 3 ngày sẽ là rơi vào là 360 của bác. Cái văn văn đây là ma đây là phò xuống đây là các cầm một đi xuống đây là cả là các cầm chiên à. Hôm nay cháu được xuống thì cũng không có cầm tiền theo để ngày mai cháu được đi xuống thì cháu được xé cầm tiền cho bà để mà bà đưa cho cô cá phò. Vậy ở đây thì là hàng xóm xung quanh thì là cháu được nhìn thấy là năm nào là cũng được đều cũng được là cấy với lại gặt trước cô bác ạ. Bây giờ thì khi mà gặt xong lên thì nếu mà lấy máy cày vào thì cô bác là còn phải khênh, phải khênh là từ bên kia sang thì mới lấy máy cày được làm vào trong được. Thế còn là bây giờ thì cháu được cùng với lại bà với lại cô là làm thêm một chút và để xem là một tí xem là cái công việc của hôm nay là bà nhà Quân là làm như thế nào cô bác ạ. Đây, hôm nay thì Quân là không có ở nhà rồi. Ở đây thì cháu được cũng chưa có biết là lý do cô bác nhá, chưa biết là lý do là Quân là bỏ đi làm là vì cái lý do gì hay là sợ bị là người khác là lừa dối em mới đi. Ông nhớ tớ cũng. Ồ có thêm tớ hơn nữa cũng à. Ờ. Bối để đây. Để bối á? Năm tầm thế này á? Ô bố có mà nó nói lên bà thôi. Ờ. Mà tầm thế thì khá nó bị khoai nào. Ờ. Con. Con chạy bên chạy tao khế cho bên đây nào. Vậy ở dưới trong châu thì là hiện tại là đang bẩn quá cho nên không có cái hình cô bác, cho nên chỉ nói qua cho cô bác cũng biết thôi. À, thời gian vừa rồi mưa đó cô bác là trong châu của ông là ngập. Nó thêm tắc với xí hoàng nào đó. Bố phát khởi nó tới xa xí nó lên á. Ô, văn nắng nó thôi lù băng lù bụt má thường hưng hưng nó thôi. Cảm thấy cái này một chút. Anh thân tắc rồi. Còn lợn của nhà Quân thì hiện tại là có 3 con của bác ạ. Bạn Phó thì bê Phó và làm bài đấy cũng ạ. Thế ạ, Phó thì bê Phó và làm bài đấy. Thế còn về lợn thì là không có vấn đề gì cả các bác ạ. Chỉ có mỗi là con dê thì một con là không may là nó bị chết mất rồi. Bác nhà phương tú này mình tú tin tư nó bẩn nó dê nó ạ cũng nó. Ông thì là ở nhà là lúc nào cũng chỉ đi lấy cỏ cho lợn với lại làm thêm là mấy công việc lặt vặt nữa thôi. Còn ở đằng sau nhà phía bên này thì nhà của người chú có mấy nhà xóm cho được nhìn thấy là cũng bị ngập ngập rất là nhiều này. Ngập rất là nhiều này, thành ra là dẫn đến là chỗ kia mới bị sạt này. Rất là may là cũng không có sạt nhiều các bác, chỉ sạt có một ít thôi. Nếu mà sạt nhiều thì phải nói là dẫn đến là có thể là bị lấp ngôi nhà luôn các bác ạ. Nếu mà không lấp ngôi nhà thì cũng phải nói là tầm đến tầm mà độ chân cột thế này này. Ở dưới này thì các bác nhìn thấy rằng là có vẻ như là nước tràn vào đây, thành ra là dưới này cũng tạo thành một cái vũng bùn này. Hôm nay cái lạc nào cũng là bé nè. Ồ, nay ấy cũng. Còn về phần sạt bên này thì chắc là hôm nào thì để Quân là hót lại các bác ạ, không thì để nó như thế này cả. Đấy, bị sạt lở này thì cũng rất là nguy hiểm. Ở phía nhà bên này thì hiện tại là chỉ có bà với lại bé Hiếu với lại em Quân ngủ, còn phía bên kia là ông là ở bên kia là xem lợn này, xem xong là xem cả bò nữa. Ông với bà là ai cũng có tuổi rồi đấy, nhưng mà để mà cái sự vất vả đó các bác ạ thì không có ai gọi là được nghỉ ngơi cả.
bà thì hiện tại là vẫn còn đang ở dưới đồng ruộng dưới kia. Rồi thì cháu được cũng phụ giúp bà làm một cái thời gian, phụ giúp bà làm một chút rồi đấy. Tuy nhiên thì cháu được còn bận đi việc khác ấy, không có ở lại được giúp bà là cả nguyên một ngày đấy. Nhưng mà cháu được cũng bảo với bà là thuê một bác để mà một cô ấy để mà làm cùng, để cho cô đấy là làm với lại bà là 3 ngày. Hay là 3 ngày thì ngày mai cháu được xuống thì cháu được sẽ gửi tiền cho bà để cho bà gửi lại cái gửi lại cô kia, cô ấy phụ giúp đấy. Đấy có lẽ là cái video này thì cháu được đi xuống đấy thì cũng nghe Quân đi làm thì cũng thật sự ra cũng khá là đáng buồn các bác ạ. Chỉ sợ rằng là Quân là đi ra ngoài là bị người ta lừa xong là người ta lợi dụng thôi. Em ấy thì là sức khỏe thì có đấy, nhưng mà để mà em ấy am hiểu thì chắc chắn là em sẽ không có am hiểu được hết các bác. Cháu được sẽ cố gắng về để mà liên lạc cho Quân xem là hiện tại Quân đang là đi làm tận đâu và đi với những ai nữa. Thì có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sắp tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.